Thưa quý vị, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, lúc 6 giờ sáng nay ngày 10 tháng 2, nước ta ghi nhận thêm một ca mắc mới trong cộng đồng tại Bắc Giang, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta lên con số 2.070 trường hợp. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 33 điểm đang bị phong tỏa tại thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện giãn cách xã hội. Đây là quyết định mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại những khu vực có ca bệnh. Vâng, hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là một trong 33 điểm phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có thể nói đây là một trong rất nhiều quyết định thần tốc của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trước tình hình dịch bệnh hiện nay, khi mà nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định cũng như thời điểm khởi đầu. Và hiện nay 80% ca bệnh thì vẫn không có triệu chứng ban đầu, do đó có thể lây nhiễm ra cộng đồng trong thời gian tới. Đối với công tác tăng cường xét nghiệm, hiện thành phố đã khoanh vùng, phong tỏa tạm thời tất cả các khu vực có ca nhiễm trong cộng đồng ở 7 địa phương, bao gồm quận 1, 12, Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức, tiến hành lấy mẫu đơn tất cả các trường hợp F1, lấy mẫu gộp đối với các hộ gia đình ở khu vực có ca nhiễm. Lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo ngành y tế chuẩn bị các kịch bản ứng phó trong tình huống có 50 ca bệnh trở lên, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị bảo hộ, tiếp tục phối hợp với lực lượng quân đội và các đơn vị liên quan, đảm bảo năng lực tổ chức tốt công tác cách ly y tế cho những nhóm người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Theo thông tin từ HCDC, hiện kết quả xét nghiệm truy vết tầm soát cộng đồng như sau. Tổng số tiếp xúc F1 là 1.186 trường hợp đã cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 1.106 trường hợp là âm tính, 80 trường hợp đang chờ. 1.090 trường hợp F2 cách ly tại nhà đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 257 trường hợp đã âm tính, 833 trường hợp đang chờ kết quả. Năng suất xét nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh đang là 40.000 mẫu mỗi ngày và có thể tăng đến 300-400.000 mẫu nếu xét nghiệm gộp từ 8 đến 16 mẫu. Đây là thông tin mà Giám đốc Sở Y tế thành phố thông báo trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh gần đây. Hiện thành phố dự trữ đầy đủ các sinh phẩm, test kit xét nghiệm để thực hiện xét nghiệm từ 30 đến 40.000 mẫu đơn trong 24 giờ. Nếu thực hiện mẫu gộp, có thể nâng công suất lên là 120 đến 150.000 mẫu mỗi ngày. Thậm chí là nếu gộp từ 8 đến 16 mẫu mỗi xét nghiệm thì có thể là 3 đến 400.000. Cùng với đó, lực lượng lấy mẫu cũng được huy động từ tất cả các bệnh viện công lập với 5 đội mỗi bệnh viện và 3 đội tại mỗi trung tâm y tế quận, huyện. Năng suất lấy mẫu hiện tại là 100.000 mẫu một ngày, có thể tăng gấp đôi khi lấy mẫu gộp theo hộ gia đình. Với lực lượng này, đảm bảo quy trình lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả trong vòng 24 giờ, theo yêu cầu của Bộ Y tế. 10.000 nhân viên sân bay Nội Bài vừa được lấy mẫu xét nghiệm. Việc lấy xét nghiệm cho tất cả cán bộ nhân viên tại sân bay Nội Bài được thực hiện gấp rút theo chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Việc lấy mẫu xét nghiệm được các trung tâm y tế huyện phối hợp lấy mẫu. Sau đó, các bệnh viện như là Đa khoa Sanh Pôn, Thanh Nhàn, Đa khoa Đức Giang, Phổi, Hà Nội sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận mẫu xét nghiệm. Việc lấy mẫu diện rộng tại sân bay Nội Bài nhằm mục đích tránh bùng phát ổ dịch như sân bay Tân Sơn Nhất. Trong những ngày tới, các sân bay khác như là Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Quốc, Điện Biên, Tuy Hòa cũng sẽ được CDC địa phương lấy mẫu xét nghiệm. Cơ quan thống kê nhà nước Nga vừa cho biết quốc gia này ghi nhận hơn 160.000 ca tử vong liên quan tới đại dịch COVID-19 vào năm ngoái, tức là gấp 3 lần so với số liệu được giới chức y tế Nga công bố trước đây. Theo báo cáo mới nhất, có tới 162.429 ca tử vong liên quan tới đại dịch COVID-19 ở Nga trong năm 2020, trong khi số liệu báo cáo chính thức trước đó là 57.555 ca. Hãng tin CNN cho biết hay là việc chênh lệch số ca tử vong có thể do thống kê không đồng nhất giữa những ca tử vong vì COVID-19 và những ca tử vong do bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng kèm theo các bệnh lý nền khác. Với số liệu mới được công bố này, thì Nga trở thành quốc gia có số người tử vong vì đại dịch trong năm 2020, lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Brazil. Những du khách nhập cảnh vào Anh nhưng cố tình che giấu việc đã từng ở các nước trong danh sách đỏ 10 ngày trước khi đến Anh sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm. Ngoài ra, họ cũng phải chịu các mức phạt hành chính từ 5.000 cho đến 10.000 bảng Anh. Những người nhập cảnh từ những nước có nguy cơ lây nhiễm cao và có sự xuất hiện của biến thể virus sẽ phải trả 1.750 bảng Anh cho việc cách ly tại khách sạn, phục vụ đi lại và xét nghiệm.
Kể từ ngày 15 tháng 2, tất cả người nhập cảnh sẽ đều bắt buộc phải tiến hành thêm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào ngày thứ 2 và thứ 8 trong thời gian cách ly. Nếu kết quả dương tính, họ sẽ phải cách ly và điều trị thêm 10 ngày, tính từ ngày xét nghiệm. Đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc cho biết không có dấu hiệu cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất hiện thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trước tháng 12 năm 2019, khi ca nhiễm đầu tiên được chính thức ghi nhận. Bên cạnh đó, cũng chưa có bằng chứng nào xác định được vật chủ mang mầm bệnh rồi truyền cho con người. Virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2019. Các nhà khoa học ban đầu cho rằng là virus lây từ động vật sang người tại chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện nay cho rằng có thể chợ này không phải nơi phát sinh dịch bệnh, nhưng là nơi virus phát tán. Cho đến nay, chúng tôi đã phát hiện thấy virus gốc corona ở rơi và TT có trình tự di truyền rất giống với SARS-CoV-2, loại virus gây bệnh COVID-19. Nhưng sự giống nhau không đủ để chứng minh rằng rơi và TT là vật chủ trực tiếp truyền virus SARS-CoV-2. Virus được tìm thấy ở chợ hải sản Hoa Nam, nhưng nó cũng có thể đã xuất hiện tại các khu vực khác trước khi được phát hiện tại Vũ Hán vào cuối năm 2019.